Đồng Nai, cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí từ cơ sở đốt muối tại xã Hồ Nai 3. Cơ sở đốt muối tại xã Hồ Nai 3, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai vô tư xả khói đen kèm mùi hôi, khét lẹt ra môi trường làm ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều hộ dân sống quanh đây. Những ngày gần đây, người dân xã Hồ Nai 3, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai đã liên tục phản ánh về tình trạng cơ sở đốt muối tại địa phương đã xây dựng trái phép lại xả khói đen kèm mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng xung quanh ghi nhận của phóng viên môi trường và đô thị Việt Nam tại thửa đất số 151,142, tờ bản đồ số 5, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Vào buổi chiều, ống khói từ cơ sở đốt muối liên tục thải khói đen ngùn ngụt ra môi trường, lan rộng ra các khu dân cư lân cận. Theo quan sát của phóng viên, mỗi đợt xả khói đen thường kéo dài từ 15 đến 30 phút. Ống khói của cơ sở này hoạt động không ngừng nghỉ, làm cho bầu không khí tại khu vực quanh đó luôn trong tình trạng ngột ngạt và ô nhiễm nặng nề. Chú Tê N. H, một cư dân sống gần cơ sở đốt muối chia sẻ: Nó đốt đêm nó đốt, ngày nó không đốt. Nó đốt ban ngày khói đen nó kéo lên môi trường nó vào nó phạt sạch. Nó đốt đêm ngày nó đốt được. Cơ sở này đốt muối suốt đêm, bắt đầu từ cuối buổi chiều đến sáng sớm hôm sau. Họ không dám đốt vào ban ngày vì sợ bị xử phạt do khói đen phát tán rõ rệt. Mùi hôi thối từ khói thải rất khó chịu làm nhiều người trong xóm bị mất ngủ và ảnh hưởng tới sức khỏe. Vào buổi tối, khi hoạt động của cơ sở đốt muối gia tăng, khói đen thải ra môi trường với cường độ mạnh hơn. Đến khoảng 21 giờ, khi cơ sở hoạt động hết công suất, khói đen từ ống khói bốc lên dày đặc, như những bóng ma kéo dài vài km rồi lan ra các khu dân cư. Tình trạng này kéo dài đến sáng hôm sau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân xung quanh. Các hộ dân tại đây cho biết, tình trạng cơ sở đốt muối xả khói đen và mùi hôi khó chịu đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua, đặc biệt là vào buổi tối và khi trời mưa. Nhiều người trong khu vực bị mất ngủ và gặp các vấn đề về sức khỏe do hít phải khói thải độc hại. Trước tình trạng trên, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Bom và Ủy ban Nhân dân xã Hồ Nai 3 để nắm rõ thông tin. Ông Lê Quang Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Nai 3, cho biết sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành công văn khẩn số 9.373 UBNDTHKT giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân xã Hố Nai Ba và các đơn vị liên quan kiểm tra, ra soát hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm. Trước đó, cơ sở này đã bị xác định xây dựng trái phép gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường và phá vỡ quy hoạch đô thị. Hiện tại, thửa đất số 151,142, tờ bản đồ số 5, xã Hố Nai 3, huyện Tràng Bom, Đồng Nai đã được thanh tra và đang chờ kết luận. Thiết nghĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cấp chính quyền huyện Tràng Bom cần sớm vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết không cho hoạt động các đơn vị cố tình xả thải chiều tối và ban đêm tránh bị phát hiện tại cơ sở đốt muối này cần đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, giữ cho khu vực luôn xanh sạch đẹp và ổn định cuộc sống của người dân.